What are you waiting for? Come visit the factory. Poppy's Playtime! Poppy's as lovable as a real girl. And she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, thời gian gần đây thì có một cái game nó cực kỳ là hot luôn. Đó là game Poppy Playtime. Có lẽ là mọi người đều biết cái game này đúng không? Hôm nay thì mình và đại gia Moon Ve Chai sẽ bật quyết định, đó là sẽ thi một cuộc thi. Đó là thi xem đó là ai sẽ cosplay các cái nhân vật trong game Poppy Playtime giống hơn nha. Và mình á, thì mình sẽ trong vai là búp bê Poppy. Còn á, sếp Mập á, thì sếp Mập sẽ vào vai là Huggy á, là cái con quái vật màu xanh đó mọi người. Thì bây giờ á, mình đang ở trong cửa hàng để mình mua đồ. Mình nghĩ á, là cái con búp bê Poppy á, thì ở trong cửa hàng này á, nó sẽ có một cái tóc hai chùm màu đỏ và xoăn đúng không? Nhưng mà ở trong cửa hàng mình kiếm qua là không có mọi người ơi. Nó chỉ có là cái mái tóc hồng, mà tóc hồng khả ái á mọi người. Coi cũng bộ hơi liên quan nhờ. Khả ái cũng là một cái nhân vật mà nó hơi bí ẩn một tí, một cái tóc hồng của tóc hai chùm. Poppy cũng là của tóc hai chùm nhưng mà màu đỏ. Thì mình thấy cái tóc khả ái là cái tóc giống nhất rồi, nên mình sẽ xài tóc khả ái để cosplay cho nhân vật búp bê Poppy của mình nha. Và cái váy của Poppy là màu xanh đó mọi người. Và cái váy thì nó sẽ chùm qua đầu gối luôn, nhưng mà ở trong cửa hàng thì không có. Và mình thấy cái váy xanh này là giống nhất luôn, nên mình sẽ mua cái váy này cho Poppy nha. Và tiếp theo là đến cái khuôn mặt đó mọi người. Thì khuôn mặt của con búp bê Poppy á là nó sẽ có đôi mắt màu xanh đúng không? Nhưng mà mình nhìn cái mặt con Poppy á kiểu nó hơi nguy hiểm một tí, nên mình sẽ kiếm một cái mặt nào đấy mà có mắt màu xanh và cái mặt hơi nguy hiểm để mình lựa cho con búp bê của mình nha. Thì ở trong cửa hàng rất là may luôn, bởi vì nó có rất là nhiều cái mặt mà có mắt màu xanh đó mọi người. Ví dụ như cái mặt này nè. Nhưng mà mình thấy cái mặt này nhìn nó dễ thương quá à, nên thôi mình sẽ chọn cái mặt khác, bởi vì mình thấy nó chưa được nguy hiểm lắm ấy mọi người. Và sau một hồi kiếm á, thì mình thấy cái mặt tự tin á là cái mặt mà nó hợp nhất luôn á. Mặt tự tin với cái đôi mắt ngay trời á mọi người là phù hợp nhất cho cái con mà kiểu búp bê Poppy của mình á. Cho nên là mình đã quyết định đó là mình mua cái đôi mắt mặt tự tin màu xanh nha. Còn về đôi giày của Poppy á mọi người, là cái đôi giày màu đen á, là cái đôi giày mẹ ở trong cái phần giới thiệu game á, người ta có lau giày cho búp bê á mọi người, thì là cái giày đen là giày hợp nhất. Nhưng mà mình thấy cái dép xăng đen mà có mấy cái cục này cũng dễ thương quá trời, nên là mình quyết định mình sẽ không mua cái giày đen mà mình lại đi mua cái đôi dép xăng đen mọi người ơi. Như vậy đầu clip á thì mình có đeo cho nó cái đôi giày đen để cho nó phù hợp với lại cái trailer của cái game của mình ấy mọi người. Như vậy là em búp bê Poppy của mình mọi người thấy đã hơi giống giống chưa? Mình thấy cái đồ trong cửa hàng thì đây là cái màn cosplay mà giống nhất búp bê Poppy á. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ sử dụng luôn cái nhân vật này làm nhân vật búp bê Poppy của mình nha. Mọi người có cách cosplay nào mà giống búp bê Poppy hơn không á thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ chúng mình cùng đến gặp đại gia Moon Ve Chai xuất mặt với vai là Huggy nha mọi người. U là trời ơi, bây giờ xung quanh cái Huggy xếp mập thì quá trời là fan vây quanh luôn mọi người ơi. Và đây chính là nhân vật Huggy của mình. Mọi người thấy xếp mập á, cosplay có giống như là Huggy không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Bây giờ thì búp bê Poppy và Huggy xếp mập sẽ vô chơi tiệc trò chơi mọi người ơi. Để coi á là Poppy Playtime á, ở trong cái phiên bản Play Together thì nhìn nó có dễ thương nha mọi người. Thì anh Mập á, anh ấy cosplay thành Huggy á, thì mình thấy cái bộ đồ cống xanh là bộ đồ giống nhất rồi. Bởi vì á là cái con Huggy nó cũng màu xanh ấy mọi người, và anh ấy để cái da xanh với cái mặt kiểu hơi nguy hiểm ấy, nên là nhìn kiểu đúng là giống như là cái con Huggy ở trong game luôn đấy. Bây giờ thì ổng đang check kính cho mình kìa mọi người ơi. Anh Mập rất là giỏi trong việc check kính luôn á. Mọi người nếu muốn có thể qua kênh của anh Sếp Mập để coi nha. Bởi vì là ổng ở đỉnh cao rồi, rồi xong ổng rơi rồi mọi người ơi. Chắc là chơi với lại búp bê Poppy á, cái anh Mập ảnh ru đi sao á. Mà ở kênh của anh nhảy giỏi muốn chết luôn. Xong cái qua bên chơi với mình cái anh lại rụng mất tiêu mọi người. Thôi thì bây giờ mình cứ từ từ về đất thôi. Sau đó là mình sẽ phát cái game này ra để chơi cùng với lại cái con gấu xanh Huggy của mình nha mọi người. Chứ chơi một mình cũng chán ý. Này mình đã về đất thứ 3 rồi nè mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ thoát cái màn game này ra để chơi cái màn khác nha mọi người. Để coi là bao nhiêu người sống sót nào. 30 người mà bị loại hết trơn à. Chỉ còn có 7 người thôi mọi người ơi. À đâu, còn có 5 người à. Bây giờ mình sẽ ra và chơi màn mới nha.
Thì đến với game tiếp theo, đầu tiên là mình sẽ đi là đua xe tốc độ nha mọi người. Mình sẽ cố gắng chơi để thắng được anh Mập. Nhưng mà anh Mập đợt này á, ổng kiểu luyện game ghê lắm mọi người. Suốt ngày đi luyện cơ tay ấy, luyện cái game tiền trò chơi á, đây là khó để mình thắng lắm. Bây giờ mình sẽ cố gắng là win anh ấy nha. Mình chơi cái trò mà đua xe tốc độ á mọi người, mình không thích là giống như là kiểu đông người á, xong các bạn cứ kiểu chen lấn xô đẩy á mọi người, làm cho mình bị mất cái nhịp á, là mình sẽ thua liền nè, giống như là mình về đích trễ hơn là mấy bạn ấy. Qua mấy cái khúc này thì mọi người có nhảy tắt qua thôi. Thì mọi người, ủa có ai thấy hút ghi xếp mập của tôi đâu không vậy? Bobby Bobby thì đã chạy tới đây rồi, mẹ mình vẫn chưa thấy xếp mập đâu. Chắc là xếp mập bị lát hay sao ở đằng sau hả? Mấy bạn này chơi giỏi quá trời luôn đó mọi người, mình không thể về trước được rồi. Mình đã về hạng thứ 5 mọi người ơi. Và ông hút ghi ông đâu rồi ta? À anh đang về kìa mọi người. Xếp mập về vị trí thứ 13. Mình nhìn cái bàn xếp mập của mọi người y chang như là cái con hút ghi ở trong game luôn đó. Nhưng mà có cái là ít cái răng hơn thôi. Cái con hút ghi ở trong game nó nhiều răng hơn đúng không mọi người? Còn xếp mập thì hơi ít răng hơn. Nhưng mà mình thấy đối với cái bàn cosplay này ấy, thì mặc đồ như thế này là rất là giống luôn rồi ấy mọi người. Đến với lại game thứ 2 á, đó là cái vòng xe chủ ngại vật á, thì mình thấy cái này khá là dễ, cho nên là mình với xếp mập thì cũng sẽ đều vượt qua thôi mọi người ơi. Mọi người cứ thấy cái game mà Bobby Playtime đáng sợ không? Mình á thì mình kiểu sợ mấy cái game mà nó kinh dị á mọi người. Cho nên là khi mà mình thấy cái game đấy á, mình nhìn thì mình cũng muốn chơi lắm, bởi vì nó hồi hộp ấy. Nhưng mà mình thấy cái kiểu đồ họa mà kinh dị á làm mình lại tim mình bị rụng á, mình không dám chơi mọi người. Có ai từng chơi chưa? Để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Và cái đua bánh xe tốc độ này thì mọi người cứ chơi bình tĩnh thôi, nó cũng không có gì là khó ấy. Và mình với anh Mập thì cứ nhảy qua mấy cái ngại vật này mọi người, nó rất là vui luôn á. Mình sẽ đến luôn với bàn thứ 3 nha, bởi vì cái này nó dễ nên mình thua nhanh đấy mọi người. Bàn game thứ 3 mà mình chơi đó chính là cái đua xe tốc độ vũ trụ mọi người ơi. Hồi trước thì mình nói mình rất là sợ cái này á, nhưng mà chơi riết cái mình ghiền đó mọi người, nên mình thấy nó cũng không có khó lắm á. Nhưng mà chơi với lại xếp mập cái kiểu mình bị rung á, nên là không biết là mình có về trước được xếp mập không ta. Thì quay lại với cái game Bobby Playtime á, thì mình có đọc rất là nhiều chuyện về cái game này rồi. Thì mình thấy á, giống như là cái đầu trùm á mọi người, cái nhân vật mẹ bí ẩn trùm luôn á ở trong cái game này á, chính là cái con búp bê á mọi người ơi. Bởi vì là con búp bê á, mọi người có thấy không, nó là gọi là búp bê thôi, nhưng mà nó lại còn có máu ở trong người này, là giống như nó là một cái nhân vật sống luôn ấy. Và nó có suy nghĩ này kia nọ. Và người ta cũng đồn á là chính cái con búp bê Bobby á là cái con mà nó điều khiển cái hành động của Huggy á mọi người. Cho nên mình nghĩ là Huggy hình như không phải là nhân vật xấu đâu mọi người ơi, mà cái ông mẹ ác nhất là cái con búp bê mới là đúng á. Trời ơi, khúc này mình bị rơi rồi, giống như kiểu mình chơi với xếp mập mà cái mình rung á mọi người. Cái xong mà tâm lý của mình á, đó là mình cứ rơi hoài luôn á. Và bây giờ là đã có 5 người về đích rồi mà mình nè, mọi người nhìn nè, thấy tức không? Mình cứ rơi hoài luôn á. Bây giờ mọi người nghĩ mình có về đích được không? Mình sẽ cố gắng chạy thì là nhanh nha. Bây giờ là 6 người rồi kìa, và mấy cái bạn đi trước mình rất là đông luôn, 7 người về đích rồi. Trời ơi là trời, tôi lại rơi tiếp này mọi người. Mọi người có tin mà tôi rớt 4 lần rồi không? Giống kiểu mình bị tâm lý á mọi người. Không sao không sao, mình sẽ cố gắng làm về tới đích nha. Còn 2 người nữa, trời ơi lại rơi tiếp kìa, cái gì vậy? Mình chơi với sếp mập mình bị rung hay sao mọi người ơi? Tại vì là sếp mập chơi giỏi quá. Cái hồi mà mình nghĩ là mình chơi với sếp á là mình cứ rớt hoài à. Bây giờ chỉ còn một người cuối cùng thôi, mình sẽ cố gắng mình về đích nha. Không lãng hành luôn. Rồi, mình lại về đích vị trí thứ 11 mọi người. Xếp mập về vị trí số 1, còn mình thì về vị trí số 11. Trời ơi là trời, đau lòng thiệt luôn ý. Xếp mập chơi tiền trò chơi đúng là giỏi thật luôn á. Mấy bạn muốn coi các cái video về tiền trò chơi của xếp mập á thì qua kênh của xếp mập coi thử đi mọi người. Xếp chơi giỏi cực kỳ luôn á. Tiếp theo là đua vượt chướng ngại vật. Thì cái trò này á, mình chơi mình rất là tự tin là mình sẽ cố gắng là về đích trước xếp mập nha. Hồi nãy thì mình về số 11 đúng không mọi người? Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình vượt thật nhanh để mình về vị trí số 1 nha, cho nó đỡ quê á. Chứ đâu mày cứ về vị trí số 11 hoài mọi người. Lên nào, búp bê ơi thể hiện đi. Cái con búp bê này mọi người, mình thấy cái mặt nó kiểu nguy hiểm lắm á. Nhưng mà ở trong game Play Together á, mình cosplay thì mình thấy nó cũng bình thường, dễ thương mọi người. Nhưng mà cái tóc của nó là tóc màu hồng giống tóc khả ái. Ui dồi ôi, sao mà thấy tự nhiên cái khả ái xong rồi lại còn
Lai với lại Bobby thấy nó kiểu đáng sợ x2 mọi người nhỉ. Nhưng mà mình lại thấy nó rất là dễ thương nên không sao. Cái bánh xe này này mọi người, có cách nào mà chạy cho nó que lẹ không? Chứ mình chạy á, mình thấy lúc nào mình cũng phải đợi hết á, chứ mình không có nhảy que được ấy. Thì bạn nào có kinh nghiệm mà đi que cái bánh xe một nửa vậy không, chỉ cho mình với. Xe mập bây giờ mình đang bỏ sau rất là xa, với lại mấy bạn kia mình cũng đang bỏ sau rất là xa mọi người ơi. Cho nên mình sẽ cố gắng là về vị trí số 1 nha, hồi nãy lỡ về vị trí số 11 rồi. Đến đây mình nhảy qua cái màu đỏ nè, xong màu xanh. Màu đỏ mình sẽ về nhanh hơn và mình đã về được vị trí số 1. Mình cũng nhận được cái điệu nhảy hula này mọi người. Thì đây là cái ạc phụ của mình đấy. Do là cái ạc này nó có cái tóc á mọi người. Mọi người có nhớ cái ạc này không? Đây là cái ạc mà hồi trước mình hay quay video khả ái á. Cho nên đó là cái tóc của con Bobby á, nó cũng màu hồng hay chùm giống như là khả ái mọi người. Cho nên là mình lấy luôn tóc khả ái mọi người ơi. Và mấy người chiến thắng đây, 7 người thành công mọi người ơi. Trong đó có là búp bê Bobby và xếp mập Huggy nha mọi người. Nhìn hai con này đi nhau đúng là hợp luôn á. Cái game tiếp theo mà mình đến đó chính là game đua mê cung, vòng số 5 rồi mọi người. Đối với cái trò mê cung này á, mình thấy nó kiểu hên xui ghê á ha. Cái nhiều khi mình đang dẫn sau á, cái mà mình chọn đường đúng á, cái mình lại là người về nhất mọi người. Thì bây giờ chỉ còn là có mấy bạn đây, 6 bạn mọi người ơi, sẽ có 2 bạn bị loại và sẽ có 4 bạn về được đích. Thì mình sẽ cố gắng mình chạy thiệt là nhanh để về đích nha. Xếp mập đang dẫn trước kìa mọi người. Ồ, sai đường, bây giờ là mình dẫn trước. Thì mình chơi cái trò này á, mình kiểu hay bị đâm đầu vô mấy cái bờ rào lắm mọi người. Cái này này, mấy cái này gọi là bờ rào trắng đúng không ta? Mình chơi mình hay kiểu bị đâm đầu vào đấy lắm. Và mình cứ luyện hoài à. Ui, mình chọn sai đường mất tiêu rồi. Chết rồi mọi người ơi, có 5 bạn kia dẫn đầu rồi. Làm sao mình về đích kịp đây? Cố lên, cố lên. Búp bê Bobby, cố lên. Trời ơi, cái này này ở trong phim. Ui, bên đây, bên đây, bên đây. Rồi, xong rồi mọi người ơi. Vậy là xếp mập về vị trí số 4, còn mình là cái địch luôn. Vậy là hôm nay á, cái màn thể hiện của búp bê Bobby với lại là Huggy á mọi người, thì mình thua mất tiêu rồi. Hy vọng là xếp mập ở trong cái game đấy thì sẽ được nhất nha. Còn búp bê thì búp bê thua mất tiêu rồi mọi người ơi. Tiếc quá ha, nếu như mà búp bê mà thắng thì tốt biết mấy. Thật ra là ở trong cái game Bobby và Lightham mọi người, thì con búp bê á, chính là cái người mà điều khiển suy nghĩ của con Huggy á. Cho nên là xếp mập mà win được cái game này cũng là do mình điều khiển xếp mập đó nha mọi người, chứ không phải do xếp mập tự chơi đâu. Mình nói vậy thôi chứ video của mình hôm nay á, là cái đèn solo giữa búp bê Bobby, Dan Momo và cái con gấu bông Huggy đã kết thúc được mọi người ơi. Và không biết xếp mập có giành được hạng vô địch không thì mọi người qua bên kênh xếp mập coi nha. Nhưng mà mình là mình thua mất tiêu rồi, mình sẽ báo thù ở trong các cái đèn chơi tiếp theo nha mọi người. Bây giờ thì video của mình khá là dài rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nha. Bye bye.